Tôi là Trần Công Duật, xin kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu đến với chương trình truyền hình bản tin phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi. Kính thưa quý vị, là người lính tác chiến, nói nhắc đến trận chiến ở cổ thành Quảng Trị thì báo chí ngoại quốc đã gọi đây là cái cối xay thịt, và dòng sông Thạch Hãn được gọi là dòng sông máu. Và chúng tôi rất ước ao có thể gặp được những nhân chứng sống đã ở trong cuộc chiến đó. Thì ngày hôm nay cái mộng ước của tôi đã thành hiện thực. Và cái người tôi xin trình diện đến quý chiến hữu ngày hôm nay là chiến hữu Văn Tấn Thạch, ông xuất thân khóa 968, trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức. Ông là trung đội trưởng của trung đội 3, đại đội 3, tiểu đoàn 3 thuộc quân lục chiến, là một trong những sĩ quan đầu tiên cùng trung đội của mình vào cắm cờ tại cổ thành Quảng Trị năm 1972. Tôi xin chào chiến hữu Văn Tấn Thạch. Dạ, kính chào quý vị thính giả, khán giả, và kính chào quý huynh trưởng, niên trưởng, quý chiến hữu. Tôi là Văn Tấn Thạch. Bây giờ chúng ta không thể bắt đầu từ ngày đầu tiên được, mà chúng tôi lấy cái cớ là bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 năm 1972. Trung tướng Ngô Quang Trường đã giao lệnh tái chiếm cổ thành Quảng Trị cho binh chủng thủy quân lục chiến. Và trung đội trưởng Thạch đã là người đầu tiên lên tiếp xúc với cái đại đội 5 của tiểu đoàn nhảy dù tại cổ thành Quảng Trị. Thì xin anh cho biết cái cảm nghĩ của anh khi anh tiếp xúc với lại đơn vị nhảy dù tại đó. Dạ, kính thưa quý vị, thưa đồng bào, thì ngày 27 tháng 7 năm 1972, theo lệnh của tướng Ngô Quang Trưởng, thì sư đoàn thủy quân lục chiến sẽ thay đổi cái vị trí của sư đoàn dù trong cái nhiệm vụ là tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Thì tôi là người được may mắn là người vị trung đội trưởng đầu tiên lên để đổi tránh tuyến của sư đoàn nhảy dù, mà trong đó là đại đội, một đại đội của tiểu đoàn năm nhảy dù, và cái người đại đội trưởng lúc đó là anh Trương Đăng Sĩ. Chiến hữu có thể cho biết là cái khoảng cách thay đổi từ của vị trí dù đó, mình hoán chuyển dù đó, cách cái cổ thành là bao nhiêu lâu? Thưa quý vị, là cái tuyến đầu mà cái tuyến đầu của đơn vị nhảy dù từ cái tuyến đầu để lên cái bờ thành Quảng Trị khoảng 300 mét, và chúng tôi lên thì đổi cái tuyến đầu, tám cái tuyến của sư đoàn nhảy dù và các anh em nhảy dù trở về đằng sau làm nhiệm vụ khác. Đó là cái ngày 27, tối 27 thì chúng tôi đã lên tám cái tuyến đó, và từ ngày đó trở về sau là chúng tôi thay đổi luân phiên, và chúng tôi cũng giữ cái vị tuyến đó để mà chúng tôi tiếp tục cái việc mà tái chiếm lại cổ thành. Thì trong cái việc mà tái chiếm cổ thành đó thì rất là nhiều ngày, ngày nào, đêm nào chúng tôi cũng cố gắng để mà tiến lên. Nhưng mà đặc biệt là thủy quân lục chiến chúng tôi đánh vào ban đêm, đột kích vào ban đêm. Vì ban ngày thì nếu chúng ta mà ló ra thì bị quân cộng sản ở trên thành đó, họ thấy và họ sẽ pháo kích hoặc là sẽ bắn rẻ, thì chúng ta không thể được. Cho nên hầu hết tất cả những cái việc đột kích ban đêm thì do thủy quân lục chiến đêm thực hiện. Và chúng tôi có thể nói là đêm nào chúng tôi cũng đột kích hết. Và khi có khi chúng tôi đột lên chiếm được 50 mét bị những cái toán đặc công chống lại hoặc là đánh, thì chúng tôi phải từ từ, chúng tôi phải cố gắng để mà bò lên để chiếm được 50 mét hoặc là 100 mét, rồi sau đó chúng tôi cũng không có thể chiếm được, rồi phải trở về vị trí cũ. Và cứ như vậy trong thời gian rất là mình lâu dài. Dạ, quần thảo. Dạ, quần thảo như vậy rất là dài. Cho đến mãi đến ngày 14 tháng 9 năm 1972, đó là cái ngày sau cùng mà chúng tôi... Thì trước khi mình bàn tới ngày 14 tháng 9 á, thì tôi có một cái thế này. Kính thưa quý chiến hữu, cái đại đội của Trương Đăng Sĩ là một người sĩ quan nhảy dù cùng khóa với chúng tôi. Thì trước cái đêm ngày 27 tháng 7 đã bị Sky Sport, tức là một cái phi cơ bỏ bom theo cái radar Beacon ở dưới đặt ra. Và cái độ chính xác của họ là 150 mét, thì làm cho cái sự tổn hại của đại đội của ông Trương Đăng Sĩ mất 2/3 quân số. Thì khi tôi nghe cái chuyện này xảy ra sáng sớm hôm sau, tôi có hỏi cố vấn Mỹ của tiểu đoàn 7, tôi hỏi what happened, thì ông ta vòn vọn trả lời có 3 câu: POW, tức là tù binh Mỹ. Thì thưa quý chiến hữu và thưa
quý khán thính giả. Trong cái thời đó, thời gian đó có một cái điều mà bây giờ chúng tôi xin trình với quý vị như thế này, là có dư luận rằng Việt Cộng đã đưa tù binh Mỹ vào trong cổ thành Quảng Trị, và nếu mà chúng ta tái chiếm cổ thành Quảng Trị hay tiến gần bờ thành Quảng Trị thì tất cả tù binh Mỹ bị giết. Do đó đã có cái chuyện máy bay Sky Sport bỏ bom tiểu đoàn 5 nhảy dù, và do đó cái nói rằng nhảy dù cắm cờ vào bức tường thành ngày 27 tháng 7 năm 72 đó, thì thưa cái điều đó là không có. Tại vì trừ như anh Thạch vừa nói, vì từ cái vị trí đóng quân của nhảy dù lên đến bờ thành phải qua một con lộ và qua một cái hào là 300 mét thì không thể nào mà cắm rồi bỏ chạy được, đúng không ạ? Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ câu hỏi thứ nhì là trong cái cuộc mà tấn công đó thì mình phải có tiến có lui, thì anh cho cái cảm nghĩ của anh trong những cái ngày tháng mà cứ đánh tới đánh lui như vậy thì như thế nào? Thú vị là làm người lính á, khi đó là thi hành nhiệm vụ là mình chẳng có nghĩ cái gì hết ngoài cái vấn đề là mình làm sao để mà kiếm được cái cổ thành Quảng Trị. Thành ra mỗi lần như vậy, mỗi đêm, hàng đêm chúng tôi mò lên để mà từng thước từng tấc đất chúng tôi để mò lên, thì khi gặp cái sự phản ứng hoặc là gặp những cái đặc công của cộng sản họ ném lựu đạn hoặc là họ bắn sẻ thì chúng tôi phải nằm lại. Và trong cái thời gian đó thì anh em cứ cố gắng, tất cả những cái chiến hữu, tất cả những đều cố gắng để mà làm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên không thể làm được, tại vì chúng ta gặp những hỏa lực rất là mạnh từ ở trên bờ thành, cũng như những cái chốt nó đóng cách chúng tôi không xa khoảng 50 hoặc là 70 mét. Và những cái chốt đó nó có những cái ẩn nấp ở trong những cái nhà, những cái ngôi nhà bị sụp đổ. Thành ra mình không thể phát giác được, và mình cũng không thể dùng được súng để mà bắn được. Thành ra khi mà chúng tôi lên gần thì chúng họ ném lựu đạn. Thành ra mình không có thể tiến quân được. Đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là gian khổ hay cái gì đó thì tất cả mọi anh em đều là gian khổ. Và chỉ biết là mình chiến đấu thôi, chứ mình không có lúc đó không có suy nghĩ cái gì khác. Kính thưa quý chiến hữu, trong cái trận chiến tái chiếm của thành Quảng Trị của tiểu quân lục chiến, có một cái sự kiện mà chúng tôi xin hầu cùng quý vị như thế này. Là khoảng 3 giờ sáng, vì thiếu tá cố vấn Mỹ gọi đại úy Tấn là bây giờ có một cái fighter, tức là có một cái chiến đấu cơ từ Đại Thất Hà Nội lên, nó có chở một cái smart bomb, có địa điểm nào để bỏ bom hay không. Thì đại úy Tấn vào trình ngay ông đại tá Định, lữ đoàn trưởng, nói như vậy. Thì ông Định nói là cái này không báo cho ông Lạng Sơn biết. Thưa quý vị, Lạng Sơn tức là tư lệnh của tiểu quân lục chiến, mà ông Định khoanh một cái bom, khoanh một cái vị trí ở phía tây nam của cổ thành Quảng Trị, và chỉ cần tích tắc khi báo lên một cái là cái fighter đến bỏ bom ngay đúng cái vị trí của đại tá Định yêu cầu, chứ không phải bất cứ một người nào ở trong tiểu quân lục chiến. Mà cái này là do đại tá Định coi là, tôi nói là skip qua mặt ông thiếu tướng Lân để cho bỏ, tại vì sợ mất thời gian fighter nó thì bỏ bom ở chỗ khác. Thành thử ra nhờ cái trái bom này của đại tá Định mà chúng tôi mới có thể thực hiện được cái công chuyện tái chiến của thành Quảng Trị. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe phần thứ nhất của chúng tôi về đề tài tái chiếm của thành Quảng Trị năm 1972. Xin hẹn quý vị trong phần thứ hai của chương trình. Kính thưa quý vị, khi thấy lá cờ của tiểu quân lục chiến được kéo lên vào ngày 16 tháng 9 năm 1972, từ quan tới quân, từ dân tới lính, không một người nào là không nhỏ được cái giọt lệ khi nhìn thấy lá cờ quốc gia phất phới ở cổ thành Quảng Trị. Phải không anh Thạch? Và khi kéo là nó lên cái đỉnh cao như vậy mà cờ không bay như cờ rũ, thì đại tá Định có nói với tôi như thế này: cái hồn thiêng sông núi ở trong lá cờ như là để tang cho hơn 3.000 người lính thực quân lục chiến đã hy sinh trong trận chiến đó. Thì trong cái thời gian, cái đêm mà thiếu úy Thạch mò vào để mà vào cái cổ thành Quảng Trị, thì anh có thể kể lại để quý chiến hữu biết về cái sự gan lì mà anh đã chịu đựng trong cái thời gian đó. Thưa Thống Quyền, thưa quý vị khán giả, khán giả, thì cái ngày tối 14 tháng 9 năm 1972, cũng như mỗi đêm thì chúng tôi cũng bò lên, tiếp tục để bò lên chiếm cổ thành Quảng Trị. Nhưng mà cái đêm đó là cái đêm đặc biệt, là trước khi đi đó thì vị đại đội trưởng của chúng tôi là anh đại úy Thạch, Thạch
Thạch Xanh, tôi là Thạch Thảo, thì anh mới có hợp tất cả cái các trung đội trưởng lại và anh phân chia rằng là đêm nay chúng ta phải cố gắng làm thế nào để mà chiếm cái cổ thành của Quảng Trị. Vì còn 14, tức là còn 4 ngày nữa, 5 ngày nữa là hết 3 tháng tái chiếm lãnh thổ mà do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã quy định đó, trong ngày 19 tháng 6 năm 1972. Thì còn có 4 ngày nữa thôi. Cho nên chúng tôi phải cố gắng. Và anh vị chỉ huy chúng tôi là Đại úy Thạch, Thạch Xanh đó, có nói rằng là tôi và anh là cùng là Thạch hết. Một ông thì Thạch Xanh, một anh Thạch Thảo, thì anh bây giờ anh có nhiệm vụ. Và tôi hơn nữa là trong cái thời gian đó là tôi là một vị cái trung đội trưởng già nua hơn tất cả, thâm niên tất cả cái vị nữa. Cho nên nói thôi bây giờ Thạch ráng cố gắng để mà thi hành cái nhiệm vụ đó. Và đó. Tôi có nghe dạ. một cái suy luận như thế này, không biết đúng hay sai, là trên nguyên tắc á, anh là trung đội trưởng dạ. thì lữ đoàn trưởng muốn nói chuyện với anh là phải nói chuyện qua tiểu đoàn trưởng dạ. chứ không trực tiếp liên lạc với anh, đúng không dạ. Nhưng mà cái trong cái trận cái đêm hôm đó, cái lý do nào mà đại tá Bảo trung tá Bảo hồi đó là trung tá Bảo lại liên lạc trực tiếp với cái trung đội của anh? Người tham quyền, thưa quý vị, là nó cũng có một cái ngoài lệ chút xíu. Tức là trước khi mà chúng tôi về làm trung đội trưởng của đại đội 3 là tôi đã từng là sĩ quan băng 3, xử lý thường vụ trưởng băng 3 và của tiểu đoàn 3 dưới thời của ông Bảo. Cho nên khi mà tôi đưa về làm sĩ quan tác chiến của trung đội đó thì đại tá Bảo coi như là em út, và lúc nào ông cũng hỏi xuống, gọi điện thoại, gọi máy xuống hỏi thăm. Thì trong cái đêm mà chúng tôi được lệnh để mà lên tái chiếm của thành đó, thì ông hỏi với tiểu đoàn trưởng là trung tá Cảnh, thiếu tá Cảnh, ông hỏi là thằng nào mà tối nay lên đó. Thì ông Cảnh cho biết rằng là thạch thảo đó. Thì chính đại tá trung tá Bảo ông gọi máy xuống và ông nói chuyện với tôi trong suốt đêm đã rất nhiều lần, nói chuyện là như thế nào, tiến quân như thế nào, làm thế nào có thể đánh được hay không. Thì tôi thấy là vấn đề một ông lữ đoàn trưởng mà đi nói chuyện với trung đội trưởng thì có chuyện đó không? Nhưng đúng mà đây là việc hết sức đặc biệt, tại vì giữa Thảo với lại đại tá Bảo thì Bắc Ninh là có một cái sự liên hệ rất là lâu dài từ trước. Lại có một dư luận nữa đến tay tôi là lúc đó anh lên không có được yeah. anh có gọi cho Bắc Ninh, tức là lữ đoàn trưởng 147, nói đại bàng phải bắn tối đa pháo binh, còn không có thì không bò nổi, đúng yeah, không? Có yeah, cái đó. Yeah. Rồi sau đó thì nghe nói, tôi cũng lại nghe nói nữa, là có một dàn pháo trúng ngay cái bờ thành của thành của Quảng Trị. Và tôi nói khi cái tràng pháo đó trúng cái cổ thành ấy, thì nó ù té, nó chạy hết. Có không? Có như thế này. Để khi mà đêm á, thì bắt đầu mình cứ mò, thì cái đêm đó chúng tôi cố gắng, chúng tôi mò đến đưa cái bờ thành. Cái quốc lộ là hướng 49C. Bây giờ là quốc lộ 49C. Hồi trước đó thì chúng tôi không nhớ là cái gì. Thì khi chúng tôi nằm ở đó để chuẩn bị qua bên kia bờ thành, chúng tôi không thể qua được. Bởi vì ở trên thành đó là quân Bắc Việt đó, họ ngồi gác rất là đông. Và mỗi lần trái sáng bắn lên đó thì họ chui xuống, họ nấp dưới đó. Trái sáng khi mà hết trái sáng thì họ lại lên. Họ trâu. Thì chúng tôi không thể nào lên được hết á. Thì đến gần 4 giờ rưỡi sáng rồi thì ở bên lữ đoàn và cái bên tiểu đoàn cứ hồ gọi là bây giờ có thể lên được không, và đặc biệt là anh Thạch đại Thạch Xanh đó hỏi là bây giờ có lên được hay không. Thì sự thật lúc đó tôi nói là không có thể nào lên được, tại vì nếu mò lên là nó bắn chết thôi. Thì tôi nói bây giờ có một cách duy nhất á, việc cứ việc mình bắn pháo binh tối đa lên bờ thành, TT lên bờ thành. Thì Thạch Xanh nói được rồi, để tôi cho. Thì bắt đầu em mới Thạch Thảo mới gọi bắn lên trên cổ thành. Thì ban đầu thì bắn thì những cái quả pháo đó nó lọt vô trong, nó không có đúng ngay cái bờ thành được. Thì Thạch Thảo mới nói kêu gần lại 50 m, gần lại 30 m, gần lại 30-15 m, thì bắn. Thì cuối cùng á, hai quả nó lọt ngay ở trên cái bờ thành, âm trên bờ thành như vậy đó. Thì lúc đó cũng sẵn chui vào trong hầm trốn. Thì cái quả thứ ba đó nó lại bắn lại lọt ở sau lưng luôn, sau lưng em luôn, sau lưng cái đơn vị đó. Đó thì lúc đó nó thôi bây giờ tiến lên. Thì lúc đó đằng nào cũng chết đó,
cho tiếng lên ngưng tác xạ thì ngưng vừa tiếng ngưng trà thì tôi cho một cái vị trung tiểu đoàn trưởng á bò qua sông rồi xong thì qua anh cái qua cái hào thì may rất may mắn nữa đó là ngay cái chỗ đó cái hào nó cũng có cái cổ thôi chứ nó không ngập nước, nó không có lúc đầu thì anh sẽ chui lên lên rồi anh vừa chui lên khỏi đó ném cái lựu đạn vô trong cái giao thông hào á để la rồi được lên ném thì lúc đó tôi bắt đầu mới cho hết tất cả anh em nhào lên, xung phong nhào lên. Thì nhào chỉ trong một khoảng vài ba phút thôi á, thì tất cả các trung đội đã nhào lên và ném lựu đạn vào những cái giao thông hào của rắn. Thì nhé ra là một mặt như vậy, một mặt là Thạch Thảo mới gọi Thạch Xanh là đại đội trưởng nó cho táp bi. Tức là vài phút sau tất cả những cái mấy trung đội mà ở dưới đó chạy ao lên, nó gần thôi. Chạy ao lên thì trong thời gian ngắn thôi là mình đã chiếm được một cái giao thông hào cái rất là một đoạn vài trăm mét chạy đó. Thì kính thưa quý chiến hữu, tiểu đoàn 3 được tái chiếm về phía đông bắc, từ phía đông bắc của thành Quảng Trị, đúng không ạ? Thì bây giờ là kỷ niệm 45 năm ngày tái chiếm của thành Quảng Trị, thì bạn có một cái ý nghĩ gì, cái kỷ niệm nào đáng nhớ trong cái đêm đó hay không, trong cái thời gian đó hay không? Riêng cái về Thạch Thảo đó thì trong cái cuộc đời đi lính của mình đó, thì có có hai cái chuyện mình không thể nào quên được. Là cái ngày là người đầu tiên của cái thủy quân chiến lên thay đổi cái đơn vị dù để trong cái công việc tái chiếm cổ thành. Đó là ngày 27 tháng 7 năm 1972. Và sau này á thì mình mới nhớ, sau này mới gặp được anh sĩ Trương Đăng Sĩ, là thiếu tá Trương Đăng Sĩ ở bên Úc á, mình nhận ra được, ô cái ngày đó tôi lên tôi đổi ông này cái thì mình mới nhớ biết được là Trương Đăng Sĩ, chứ còn sự thật là không biết được. Và cái chuyện đó là người đầu tiên. Và cái chuyện thứ hai đó là Thạch Thảo là người đầu tiên, không biết là có ai đầu tiên hay không, nhưng mà Thạch Thảo biết mình là người đầu là tiên, một trong là, người đầu là tiên. Một trong những người đầu tiên bước lên cổ thành Quảng Trị và của cái người mà sư đoàn thủy quân chiến, sĩ quan thủy quân chiến mà bước lên đầu tiên. Đó, trong cái ngày tái chiếm thôi, chứ có thể là những người họ biết trước, bước trước nhưng mà không phải là tái chiếm, họ trước họ là làm cái gì đó cũng có thể là đến trước nhưng mà không phải tái chiếm. Đó là thì, cái kỷ niệm như vậy. Kính thưa quý chiến hữu, tại cái mặt trận của thành Quảng Trị năm 72 có người đã không ngoa khi họ viết rằng cứ mỗi viên gạch là có một xác người biết không Việt Nam Cộng Hòa thì Cộng sản Bắc Việt. Và để nhắc lại kỷ niệm này thì cho phép chúng tôi được thắp một nắm tươi ngang để dâng lên anh linh của tất cả các chiến sĩ thủy quân lục chiến và toàn thể các đơn vị tái chiếm của thành Quảng Trị năm 72. Và hy vọng rằng qua cái chương trình này, quý vị tìm thấy những sự thật về lý do tại sao thủy quân lục chiến cắm cờ tại của thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9, mà 15 thì chiếm xong, nhưng sáng 16 với làm lễ thượng kỳ. Đó thì chúng tôi xin trình bày để quý vị thấy cái sự khó khăn của chúng ta khi giữ lại cổ thành, và bây giờ nới rộng hơn nữa, muốn giữ lại Việt Nam thì phải có sự yểm trợ của nhân dân trong nước đứng dậy, để một ngày nào đó hy vọng rằng thủy quân lục chiến sẽ lại mang cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa về Sài Gòn, về Huế và về Hà Nội. Và kính thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt của anh em chúng tôi. Xin đa tạ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đại SVTN đã cho chúng tôi có cơ hội lên đây để trình bày với khán giả cũng như các chiến hữu, huynh trưởng thân hữu và chiến hữu về những cái vấn đề cách đây 45 năm. Và hiện giờ trong cái thời gian mà chúng tôi ngồi ở đây đó thì là còn thiếu 84 ngày nữa là đúng 45 năm cái ngày tái chiếm cổ thành Quảng Trị.